Hello, xin chào gặp mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel Mew Xúc Xích. Thì lâu lắm rồi mình không đi solo vs SWAT mọi người ạ, không đi solo SWAT rồi nên là nhân tiện hôm nay mình sẽ đi solo SWAT nha. Ui rồi ôi, chưa gì mọi người nhìn kìa. Trời ơi, trên bầu trời nó đông vãi đạn ạ. Ui hồi hình như là cái đường bay này các bạn nhảy hết ở cái khu bên Gian Bâu thì phải này. Kiểu bên phía Gian Bâu ấy mọi người nhá, chứ ở Gian Bâu cũng chả biết có ai không, nhưng mà tình hình thì mình thấy như là có một team mọi người ạ. Anh nhà đã bắn nhau ở trên du thuyền rồi kìa, căng qua nhỉ. Trời ơi các bạn ơi, bắn từ từ thôi. Mình sẽ chạy xuống và mình ăn con hề này, kiếm bộ súng nhá. Úi rồi ôi, M4 này. Trời ơi, tình hình là hôm qua không ra clip, không biết là có anh em nào kiểu là không để ý cái bài trong cộng đồng mình đăng ấy, là thôi bảo là thằng này lười không ra clip. Vì hôm qua ấy, mình có đi tiêm Covid nên là thành ra là nghỉ một ngày nha, để hồi lại sức. Mình mới tiêm có lần một thôi lên ạ. Úi dồi ôi, ngáo này. Nên là thành ra về bị ốm một tí mọi người ạ. Ôi trời ơi, chưa gì được một mạng rồi anh em ơi. Từ từ lên lục đồ cái đã. Rồi mình sẽ đổi sang khẩu khẩu này, khẩu gì ta? UMP9 mọi người ạ. Trời ơi, quên cái tên súng. Trời, UMP9 vì mình thấy có cái băng đạn vàng ấy, là thành ra chả tội gì không chơi mọi người ạ. Tốc độ là đạn nó nhanh nhá. Ôi, máu này. Úi dồi ôi, thôi mình sẽ không nhặt thẻ nữa, cứ cầm cái tường mình cả tí nữa, kiểu gì cũng có cái đu đu mọi người ạ. Cái xích đu ấy đâu rồi, chưa thấy cái xích đu là cả. Đây rồi, có cái xích đu, có cái xích đu này rồi, lụm liền đấy. Có cái đu này thì cũng khá là lợi lúc đầu game mọi người ạ. Có thẻ vàng thì mình nhặt, chứ còn không thì cứ từ từ thôi. Thế như là có người hay sao ấy. Có tên lốc kìa mọi người ơi, mình thấy cái tên lốc rồi. Ui dồi ôi, tên lốc nó lại chạy quất sai mình mất rồi. Có một tên đi bóng ạ, càng qua nhờ. Ôi bạn ơi, bạn chạy đi đâu? Đâu. Mấy bạn này như là bị lốc ở trên du thuyền xuống mọi người ạ. Thế là thành ra mọi người thấy không? Cái tên kia bị bắn ca chết đấy. Ui, từ từ thôi bạn ơi. Làm gì mà căng thế. Trời ơi, mất hai tên nhá. Từ kia tên boss rồi. Để tên boss rồi anh em ạ. Ôi gạt luôn không tí nữa các bạn, gạt mất cày lắm. Trời ơi, rút đồ cái. Bạn này cầm vector với cả AK 47 này. Ấy à, ở trên mái nhà kìa. Úi dồi ôi, cứ đứng đấy mà bắn không ngắm ớ kìa. Ui rồi ôi, không biết là lag hay là do có một ngày thôi, một ngày rưỡi mình không chơi game luôn mà cảm giác nó bắn cái pha nó ảo thật đấy mọi người ạ. Tí thì hẹo ạ, sợ thật. Từ từ cái lút đồ đã, sau mình sẽ lên pháo, mình bay lên trên cái nóc nhà Gian Bâu nha. Lâu lắm rồi thì mình chắc là mình mới nhảy cái khu Gian Bâu này lúc đầu game mọi người ạ, vì mình nhảy ấy toàn nhảy nó đi thôi, nên hôm nay đổi gió tí anh em ạ. Lên trên nóc nhà gạt cái bạn kia nhá. Tổng là lớp 3 tên rồi này, lớp 3 tên rồi, còn cái team này còn một tên nữa thôi, gạt luôn anh em ạ. Trời ơi, gạt luôn rồi, ra nút đồ thôi, ra nút đồ của các bạn này thôi. Xem xác bạn có cái gì nào. Ui dồi ôi, đây rồi, cuối cùng cũng có cái cốp rồi mọi người ạ. Có cái cốp rồi thế là vui rồi. Ở dưới này không biết là còn ai không ta, kiểu gì cũng sẽ có một tên nữa, nhưng mình chưa thấy đâu. Mình sẽ check kỹ một xíu nha mọi người nha, check kỹ ở trong cái khu này một chút xíu. Không tự nhiên bạn ấy lại thòi ra, bạn ấy bắn mình thì thôi, đúng kiểu giật mình lắm. Chưa thấy ai mọi người ạ. Ở khu nhà kia kìa, mình nghe thấy tiếng tạch tạch như của khẩu lục thì phải. Đây. Thấy bay vào rồi, ở bên ngoài cái khu nhà nước kia cũng có người kìa. Rồi bạn chạy đi đâu? Ở đây có một bạn này, không biết bạn này có phải tên cuối không? Ôi đu trượt à. Kinh quá nhỉ, lại súng điện này. Trời ơi, bướng này, lại chơi súng điện như chúng tôi. Súng điện này không phải, thế này là team khác rồi mọi người ơi. Bạn này là team khác rồi. Ở dưới này mình vừa thấy có một tên này. Đẩy xuống luôn nha. Em bạn chạy đi đâu? Bay kìa, đang bay kìa mọi người. Tên kia là ở đâu bay sang kìa. Ở đâu bay sang? Nào, một viên, hai viên. Ôi trời ơi. Bạn chạy hộ mình gái. Rơi rồi mọi người ạ. Đây rồi. Khôn phết nhỉ. Thò cái mặt ra đây. Ôi, thấy đạn đáng. Tính nhảy lên pháo này. Nhảy lên pháo chạy à bạn. Ui trời ơi, không được đâu, lốc luôn. Trời ơi, tên ấy chắc là tính lên pháo xong rồi công mình ấy mọi người ạ. Hơi đen. mình lại đọc được suy nghĩ của bạn ấy rồi. Đằng sau có tên bắn mình thôi, bắn đấy, trời ơi, này thì bắn này, tên kia là đi luôn mọi người ạ. Không biết là tên kia có phải là tên cuối ở trong cái tin gian bâu không, chứ là tên ở ngoài nó vẫn đang lốc này. Rồi bơi à, mình hết cả đạn 5 rồi. Xác của cái bạn này có đạn 5 này, xuống thụp luôn. Ui ôi, skin của AK trông nó đẹp thực sự ấy, mình cứ thích cái khẩu nào nó cứ màu vàng với màu đỏ là mình thích mọi người ạ. Ở trong trong gian bâu hồi sinh kìa mọi người ơi, ui rồi ôi, hồi sinh ở trong gian bâu kìa, trời ơi, vừa mới đi có một chút xíu thôi là các bạn đã hồi sinh rồi ạ. Một tên đang bay bay, một ui, hai viên trúng đầu nó mới nốc mọi người ạ, sợ thật đấy. Mọi người biết mình đang bắn khẩu gì không? Nó là M4 nhưng mà không có phụ kiện mọi người ạ, có mỗi cái băng đạn thôi. Ui trời ơi, bắn xít đi. Sợ thật sự, M4 nó cứ phải có băng đạn cơ bắn nó mới dễ. Ui ôi, nói đâu con bot đấy, con này là con bot rồi. Còn cái tên kia là đi rồi mọi người ạ, cái tên mà vừa ấy bay bay ấy là đi rồi. Còn đây là đồng đội của tên này thôi, được hồi sinh xong lại kiểu đứng đơ ấy, AFK ấy, không biết là băng game hay gì. Có cái xe kìa, có cái xe vừa công vào trong cái khu gian bâu này, thính kia luôn này. Chắc là tên đấy chạy ra thính rồi, mình nghi lắm mọi người ạ. Tên đấy chạy ra thính chắc luôn, không cãi được. Mình sẽ lấy cái xe nha, xe này vớ vẩn bị dắt rồi. Tình hình rồi, bị dắt luôn rồi anh em ơi, nhảy bỏ luôn. Mình sẽ lên pháo và mình qua thính nha. Tầm này chắc là thính bị lút rồi anh em ạ, vì cái tên vừa nãy bay bay ấy. Đấy gọi là theo linh cảm của mình thôi, là tên ấy bị lút rồi. À quên, cái thính đấy bị cái tên đấy, cái tên vừa nãy bay ở trong cái máy hồi sinh nó lút rồi mọi người ạ. Mình sẽ xuống mình nhặt cái thính đi nha, không biết là còn cái gì không. Úi ôi ôi, bay kìa, bay như chim ở trong khu nhà này có này. Mình nhớ vị trí các bạn rồi, biết ngay là bị nút rồi. Còn khẩu ốp này không ai bắn ốp à, mình thì mình chả bắn ốp đâu nên là thành ra kệ cứ vứt đấy vậy. Tên mũ 4 này, trời ơi, lốc luôn. Trời, cầm đồ 4 bên này cứ đứng ấy nhòm cái gì ấy bạn ơi. Bạn nhòm cái gì đấy, mình sẽ gạt tên này lấy đồ 4 luôn. Đứng im lại. Bạn đứng im đây bạn ấy. Đấy. Đồng đội tên này công qua này mọi người. Anh à, công qua đây bạn. Đúng rồi, công qua đi. Sợ, mình phải sợ bạn quá cơ. Lốc 2 tên. Team này còn 2 tên nữa thôi. Một tên đang xài 6 lòng kìa mọi người kìa. Cái đạn đấy là đạn 6 lòng thì vậy, hay là đạn của P90 nhỉ, nghe nó không rõ lắm. Trời ơi, hơi non bạn ạ. Bạn là giống cái lốp xe ấy, nó hơi non nên thành ra là bạn đi luôn mọi người ạ. Còn một tên nữa cơ, một tên nữa mình chưa thấy đâu cả, đứng ở trong nhà hồi máu ấy. Còn một tên vừa bay lên trên đồi kìa mọi người, một cái tên mà lúc mình vừa mới đến ấy thì tên ấy bay lên trên đồi qua thi. Cứ bình tĩnh thôi đấy, ở trên đồi có kìa. Tên 6 lòng ở trên đấy à? Thế mình nghe cũng chuẩn phết đấy chứ, nhưng mà sao lại đã tuốt lên trên đấy rồi nhỉ? Mình đổi sang cái thẻ vàng luôn nha. Giờ mình mới thấy cái thẻ vàng rồi mình mới đổi, còn không là mình cứ chơi cái móc câu cũng được. Chưa thấy mọi người ạ, chưa thấy đâu cả. Đâu ta? Và mình sẽ dùng cái teleport này luôn này. Đợi chút xíu, đây rồi, có thêm cái teleport nhặt tiếp luôn mọi người ạ. Dùng luôn cái teleport nha. Tên này đâu đó quanh đây thôi, mấy cái xác ở đây khá là gần này. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Ui rồi ôi, play shot, play shot một người rồi, đi luôn, thăng luôn. Không biết là tên này có cùng với team kia không, hình như là không cùng rồi, vì mình thấy mình có 2 mắt xem thôi. Ở góc đằng kia có người kìa, ở góc đằng kia có tiếng súng bắn ạ. Căng nhờ, mình qua luôn như mình lại sợ các bạn quá cơ. Rồi vất mấy cái đồ thừa đi nha, mình lại sợ bạn quá cơ. Quay lại sao check. Ơ kìa, trái tim, hình như là thẻ hồng. Hồi sinh à, ôi trời ơi, bạn hồi sinh với mình à. Trời ơi, mình đã đi hồi đấy bạn à. Chả hiểu kiểu gì bạn lại hồi sinh, bạn gọi mình lại thế này thì thôi. Mình cảm ơn bạn nhá. Hồi sinh ít nhất là 2 người, thế là tổng ở đây là phải có 3 người mọi người ơi. Phải có 3 người, lốc một tên này. Ui dồi ôi, gạt luôn. Tên này mũ 3 này, tên này có thẻ hồng này mọi người này. Cái tên này là tên hồi sinh này. Ui, chạy kiểu gì đấy. Bạn chạy kiểu gì đấy, anh à, càng quá nhỉ. Đâu, tên khá gần mình. Đây rồi, lốc luôn. Còn cái tên kia 6 bức tường nha. Tổng ở đây là có 3 tên thôi. Còn đồng đội của tên này thì mình cũng không biết nữa. Nào. Đâu rồi? À đây. Đã chạy sang bên này rồi ạ. Đã. Ui dạo này mình phải lấy sót kém thế ta. Nào, thò cái mặt ra đây. Thò cái mặt ra đây, lốc tên thứ 3 luôn. Thế team này 4 người mọi người ơi. Còn đồng đội của tên này nữa. Vừa hồi sinh được 2 tên, cộng cái tên hồi sinh nữa là 3 tên thì mình làm cả 3 rồi. Đúng rồi. Team này còn 1 tên nữa nhưng mà không ở đây rồi, vì cái vừa lấy là cái tên hồi sinh là dùng thẻ hồng này, cộng 2 cái tên này nữa là 3 tên, đủ rồi. Còn 1 tên nữa chắc là không đi cùng. À, có cốp 6 rồi, có cốp 6 là ngon luôn. Đổi cái cốp 6 cái rồi. M4 mình vẫn chưa có phụ kiện mọi người ạ. Cái phụ kiện của M4 cái lòng đấy là lòng giảm, lòng làm mất cái tia đạn đấy nha. Cái tia đạn đấy mọi người tắt cái nòng đấy và sẽ không nhìn thấy cái tia đạn nữa. Nhưng mà vẫn nghe thấy hướng bắn nha mọi người nha. Hình như là có cái UFO này, tên nào lại nhặt để lại một cái UFO thế này nữa, mình qua luôn đi chứ. Đùa à, một tên UFO cũng khá là gần mình này mọi người ơi. Vừa lấy mình thấy nháy à, bên trái mình này, anh ạ, hình như là tên này thấy mình rồi mọi người ạ. Ui công mình à bạn. Đâu. À, bạn công mình thử xem fly shot hộ. Ui rồi ôi, bạn chọn góc hơi xấu bạn ạ. Chọn góc, chọn cái góc. Ui, 2 đầu, tên này mũ 4 mọi người ơi. 2 đầu rồi, khá là yếu rồi, tên này khá là yếu rồi mọi người. Chạy hộ cái. Ui rồi ôi. Mình nghe thấy đâu đó là tiếng của AUG mọi người ạ. Tiếng này chuẩn nét là của AUG luôn. Đúng ta. Đúng luôn này mọi người này. Trời ơi, đổi AUG. Ui. Còn này người hay bot đấy, trời ơi, lộn là giật hết cả mình ấy. Tên này đồ 4 luôn này, vừa đã nhặt cái thính ở trên cái xúc xích thì phải này. Mình có luôn UFO này rồi, lấy UFO đi luôn mọi người ạ, không phải xoắn, không phải nghĩ luôn. Uống một bình nước và cái lấy UFO đi luôn. Rồi mình sẽ zoom về x3 nha, đi thôi. À, bên này hình như là mình thấy có người ở trên cái tảng. Ui rồi ơi, tên kia ạ, ăn nấm mọi người ơi. Tên kia ăn nấm người nó to chưa kìa. Ui, to gần bằng cái tảng đá luôn. Ôi trời ơi, nào. Ui rồi, tên đấy biến nhỏ rồi mọi người. Tên đấy biến nhỏ rồi, từ. Ở đấy mình thấy có 2 tên thôi. Có 2 tên thôi anh em ạ. Rồi, đứng lên mình thay đạn cái nha. Thay đạn cái mọi người ạ. Mình sẽ thay đạn xong rồi mình sẽ dùng UFO bay. 1 tên, 2 tên ở dưới đất này. 1 tên ở trên đá là 3 tên này. Đó, mình sẽ ăn cái tên ở trên đá trước nha. Bắn súng điện là đúng rồi. Hay lắm bạn ạ. Cứ đứng đấy mà bắn súng điện, cho bạn đi luôn ạ. Thay đạn xong lại fly shot tiếp. Trời ơi, đi thôi. Nốc 1 tên, rồi 1 tên ở bên phải kìa, nhưng mà mình sẽ ăn cái tên đứng ở giữa đường trước, nốc 2 tên này. Còn 1 tên ở nhà vệ sinh, 1 tên ở nhà vệ sinh. 2 viên 1 đầu, thế mà không đi ạ. Nếu mà mũ 2 này đi rồi chứ. Chắc là tên đấy cũng bay mũ rồi. Đây, còn tên này nữa này. Okay. Đúng ta, đây. Đã chạy ra đằng này rồi. Kinh quá nhờ. Ui, tên đấy cũng bay luôn rồi. Tên đấy bay rồi anh em ạ. Còn 1 tên ở trong nhà vệ sinh nữa. Đúng rồi, mình nhớ không nhầm thì chuẩn đét luôn. Mình cũng đang sắp cạn kiệt. Đã 5 rồi. Úi dồi ôi, ra đây nhặt được luôn. 1 tên ở trong nhà vệ sinh này nữa thì phải này. Cứ từ. Rồi, tên này cứ trốn ở trong đấy đi. Mình bay UFO, tên này chắc cũng đang xoắn hết cả vòi vào ấy mọi người ạ. Còn tên trong này nữa này. Úi dồi ôi. Nào. Bạn ơi. Úi dồi ôi. Trời ơi, tên này mũ 2 ạ. Mũ 2 thì 1 đầu. Thế hình như là 1 đầu 3 người thì mới đi được. Rồi. Bơm máu cái đã anh em ạ. Cứ từ thôi. Bơm máu cái đã nha. Đổi phụ kiện. Cái phụ kiện cái mình vừa thấy cái Nantea đâu ta? Nantea đâu nhỉ? Nantea mình nhớ là mình nhặt rồi mà ta. À, Nantea mình để ở khẩu lục rồi. Cái laser thì là bắn khi mà bắn quét ấy, thì đạn nó sẽ giúp cho súng, giúp cho đạn nó trụm lại nha mọi người nha. Khi mọi người bắn quét ấy, đạn nó sẽ không bị tuệ. À, con rồng này à, mọi người ơi, mình sẽ bắn con rồng này trước, không tí nữa solo con rồng thiệt lắm mọi người ạ. Nào, bắn luôn con rồng này nhá, cho con rồng bay, rồi con rồng mình thấy khóc rồi. Trời ơi, tên rồng chạy rồi kìa. Ui, bạn chạy đi đâu bạn ơi? Bạn chạy đi đâu? Đi đâu cho nó bớt lắng bây giờ bà ăn. Rồi một tên lăn bóng kìa, một tên ở dưới đất. Rồi ăn cái tên dưới đất trước. Ui 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 ui, hai đầu luôn. Không lốc mọi người ạ, hai đầu một người không lốc chịu luôn đấy. Đâu rồi? Cái tên đấy chắc khá là yếu rồi. À đây 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 đây. Ai chả, ai chả. Ca hết ạ. Ui rồi lốc luôn mọi người ạ, không nói nhiều. Sợ thật đấy. Còn cái tên này nữa, ui tên đấy siêu yếu luôn, mình bắn đúng thêm một viên nữa là tên này lốc luôn này. Cái tên này vừa mình đơm hai đầu với một người ấy mọi người. Anh ạ, ôi kìa, tự nhiên có cái mạng free ạ, trời ơi, có cái mạng free ai để lại ạ, mình cảm ơn nhá. À, trong nhà có một tên kìa, trong nhà có một tên này, ôi, sương sương, 25 kill mọi người ơi, còn có 2 tên nữa thôi. Tổng ở trên map này còn 3 tên, thì trừ cái tên của mình ra ấy, thì là còn 2 tên nữa. Nó lại easy game mà trong tay mình lại cầm UFO cơ mọi người ạ. Cầm UFO nó mới chán, các bạn chạy hộ gái đố chạy được luôn đấy. Bay lên cao check này. Ai như đây này. À không phải cái xác mọi người ạ. Cái này là cái hình lộm thôi. Mình cứ tưởng người cơ. Vừa nãy mình nghe tiếng súng ở đây mà ta, nhưng mà chưa thấy đâu cả. Cái lúc mà mình đang gạt cái tên lốc chùa ấy thì mình nghe thấy tiếng súng ở khu đằng này mà chưa thấy ai cả. À tên này thấy cũng khá là nhiều đồ này. Ôi lút luôn. Rồi tương này đạn là đủ rồi, còn có 2 tên nữa thôi, cũng chả cần gì nhiều mọi người ạ. Đâu nhỉ? Chưa thấy đâu mọi người ạ. À đây rồi, đang bay à. Trời ơi bạn ơi, bạn có bay đi đâu? Bay hộ cái rồi tên ấy đi luôn mọi người ơi. Mình tiễn bạn đi luôn, còn duy nhất một tên nữa thôi, bạn trốn hộ mình cái. Rồi ôi đố bạn trốn được rồi, mình đứng ở trên cao luôn. Từ trên cao mình nhìn xuống luôn mọi người ạ. Đố bạn trốn được luôn đấy. Chúng giờ cứ đứng đây đấy, cày không? Cày chứ nhưng mà làm gì được, hở ra cái đi luôn. Ơ kìa, ở kìa. Ui rồi ôi, văng game mọi người ơi. Cày tê rồi còn đúng một mạng cuối ạ. Trời ơi tiếc thực sự ấy. Và video clip thì chắc là mình dừng tại đây nha anh em nha. Và cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian quan tâm theo dõi hết video clip của mình. Và hẹn gặp lại mọi người trong các video clip sau nha. Bye bye.